Sancoban nha, Sancoban. Rồi màu cam cà rốt nha, cam cà rốt. Chốt đơn hàng cho em xin màu cộng số điện thoại mấy chị ơi. Rồi màu da bò nha mấy chị nha, màu da bò. Em đang mặc là hai dây sọc vàng nghệ nha. Rồi màu đen nha. Hương vỏ ok chị Hương vỏ nha, màu hồng nu, màu hồng nu. Hai dây rất là nhiều màu đang like màu là chị Ngọc Tuyền ơi, màu xám nha, màu xám. Rồi màu trắng nha, màu trắng. Ok Ngọc Tuyền mình sẽ like quần suông nha. Rồi màu xanh rêu nha. Hai dây rất là nhiều màu mấy chị ơi, màu gì cũng có luôn. Đây là màu nu da nha. Tống Dung ok, chốt đơn cho chị Tống Dung nha. Đây là màu kem nu. Màu kem đất nha. Chốt đơn hàng cho em xin màu cộng số điện thoại là ok mấy chị nha. Đây là màu đỏ cherry. Rồi mọi người thấy không? Hai dây rất là nhiều màu nha. Bao giá thị trường, bao sản phẩm luôn. Sọc thổ cẩm nha, sọc thổ cẩm nè. Ok Phùng Bảo Thoa, chốt đơn hàng cho Phùng Bảo Thoa nha. Rồi đây là màu nu sọc đen nha mấy chị nha, màu nu sọc đen. Đây hai dây đỏ kem vàng lục lam chàm tím xanh sọc có đủ luôn nha mấy chị nha. Chị nào chốt đơn hàng cho em xin màu cộng số điện thoại nha, màu gì cũng có luôn. Rồi áo crop top còn nha Dinh Trinh nha, áo crop top còn nha chị nha. Ba cái áo crop top chỉ 160 thôi mấy chị ơi, ba áo crop top chỉ 160 thôi nha. Chị nào chốt đơn hàng cho em xin màu cộng số điện thoại nha. Sĩ inbox giùm em nha, Phùng Bảo Thi nha, sĩ inbox giùm em nha. Chị nào muốn được free ship thì hãy mua 20 hội nhóm bạn phải chia sẻ 20 hội nhóm bán hàng cộng kết bạn hoặc theo dõi sẽ được free ship nha. Còn nếu không chia sẻ là không được free ship nha mấy chị nha. Không chia sẻ không được free ship. Rồi, nu sọc đen Phùng Bảo Thi ok chị luôn nè. Ngọc Ánh Trần inbox giùm em nha, 10 cái vẫn giá 29k nha. Em đang bán giá sỉ cho mấy chị rồi nha, giá sỉ tận gốc sọc tận xưởng luôn mấy chị yên tâm nha. Không có mắc đâu mà giá cực đẹp mà cái hàng cực đẹp luôn. Huỳnh Tâm, ok Huỳnh Tâm cho mình xin số điện thoại nha Huỳnh Tâm nha. Cho mình xin số điện thoại luôn Huỳnh Tâm ơi. Kiều Tiên một vàng bò, một kem cà rốt, một nu da 2 dây. Ok Kiều Tiên chọn màu cho em xin số điện thoại luôn nha Kiều Tiên nha. Chốt đơn hàng cho em xin số điện thoại kèm theo 5 màu sản phẩm nha. Cổ tim lại nha mấy chị nha, sọc xanh đen cổ tim. Sọc xanh đen nha, rồi sọc đen nhí cổ tim nha, sọc đen nhí. Mai Huỳnh Ngọc cho em xin số điện thoại chị ơi. Màu trắng đốm nha, màu trắng đốm. Mọi người chốt đơn hàng cho em xin số điện thoại mấy chị ơi. Chốt đơn hàng cho em xin số điện thoại nha. Sọc bò nhí, sọc bò nhí. Sau khi like xong em sẽ gọi điện để xin mọi người cái địa chỉ nha, là chốt đơn hàng gửi đi luôn nha. Rồi, đây là màu sọc đen mini nha, sọc đen mini. Ok chị Huỳnh Tâm chốt đơn hàng chị Huỳnh Tâm nha. Chị Tống Dung là 0334490595. Chị Huỳnh Tâm nha, chốt đơn chị Huỳnh Tâm, chút xíu gọi điện để xin màu lại và địa chỉ luôn nha chị Huỳnh Tâm nha. 0938328216. Rồi chị nào chốt đơn hàng cho em xin màu cộng số điện thoại. Đúng rồi chị dâu tay nha. Đúng rồi chị dâu tay ơi, 29k một cái nha. Nu sọc xanh nha, nu sọc xanh 65kg không vừa chị Khoảng Lặng ơi. Cảm ơn chị đã theo dõi giúp em nha. Áo dây em coi đi chị. Ok bé thơ đợi mình chút xíu nha. Sọc xanh nhí, sọc xanh navy nha mấy chị. Sorry, sọc xanh navy. Rồi Mai Huỳnh Ngọc cho em xin số điện thoại nha. Xanh lá nha, xanh lá. Chị nào chốt đơn không có số điện thoại là không chốt được nha mấy chị nha. Ok Hương bỏ luôn. Rồi sọc kem đất, sọc kem đất nha. Chốt đơn cho em xin màu cộng số điện thoại mấy chị ơi. Màu tím mận nha, màu tím mận nè. Còn dài tay cho chị Thu Thảo nha. Còn dài tay Huỳnh Tâm ok chị nè. Rồi đây màu xanh đen nha mấy chị, màu xanh đen. Em cho mấy chị kiểm hàng thoải mái trước khi nhận hàng nha. Hàng ok, không muốn nhận hàng thanh toán tiền ship gửi hàng về cho em nha mấy chị ơi. Hàng tận gốc tận xưởng, bao kiểm hàng nha mấy chị nha.
Hàng ok, nhận hàng thanh toán tiền giúp em nha. Ba mấy chị kiểm hàng là mấy chị biết hàng rất là chất lượng nha mấy chị ơi. Rồi cảm ơn chị Võ Thị Thanh Thảo nè. Rồi màu tím nho nha, màu tím nho. Rồi bây giờ em ok chị Huỳnh Tâm. Rồi áo 2 dây lại một lần nữa, em sẽ lên quần dài cho mấy chị cùng xem nha. Áo 2 dây lại một lần nữa nha. 2 dây màu sọc vàng nghệ nè. Hàng body nữ phi size dưới 56 cân giúp em nha. 10 cái áo dây giá chỉ 260k chị Dương Hư ơi. 10 áo dây giá 260k đầy đủ màu trên thị trường luôn. Nu sọc đen. Giờ chị áo tay dài ok chị Thu Thảo, đợi chút xíu nha chị Thu Thảo nha. Đây là màu sọc thổ cẩm nha, sọc thổ cẩm. Dinh Trinh đợi mình một chút xíu nha, Dinh Trinh mình sẽ là áo crop top cho bạn xem nha Dinh Trinh nha. Màu đỏ nha mấy chị, màu đỏ nè. Dư gái họ, hàng body nữ phi size dưới 56kg, Dinh Trinh số điện thoại nha. Chị nào cho em xin màu cộng số điện thoại nha mấy chị ơi. 090 mọi người tự lựa màu.